Truyện tranh Tràng Quỳnh tập 78 Người chân thật. Có chuyện gì mà chúa thượng lo lắng thế? Ta đâu có lo lắng gì, ta tự hỏi xem trong nước ta có được bao nhiêu người có tánh thành thật. Dạ, người thành thật thì nhiều lắm à, chẳng hạn như thần đây ạ. Thần cũng chân thật lắm à, thần chưa hề nói dối với ai, trừ vợ thần ạ. Ta biết các ông đều là những người thành thật, trừ những lúc nói dối. Quê chưa? Ta muốn tìm một người thành thật nhất, trước cái chết vẫn thành thật. Ta tìm được người ấy, ta sẽ bàn thưởng trọng hậu. Các ông đề cử ta đi, ta sẽ chia phần thưởng cho. Tàu chú thượng, Hoàng Tổng Bình là người thành thật nhất ạ. Có lẽ ta không tin chuyện đó. Hoàng Tổng Bình đừng có buồn nhé. Hoàng Thế Y có ý kiến gì đi chứ? Theo ông, ai là người thành thật nhất? Tâu thần không biết. Hoàng Thế Y khiêm nhường đấy thôi. Theo ta, Hoàng Thế Y là người chân thật nhất. Đúng rồi à, Hoàng Thế Y là người chân thật nhất. Không lẽ mình nhận mình là người chân thật? Lố bịch quá. Tàu thần không phải là người chân thật nhất đâu ạ. Ta nghĩ ông là người chân thật nhất, nhưng ông không nhận. Ông phải tìm cho ta người chân thật hơn ông. Tàu, đó là học trò của thần đấy ạ. Hả? Thằng nhóc Quỳnh ấy mà là người chân thật à? Thằng nhóc ấy láo cá nhất thì có. Các ông nhận xét sai rồi. Nó lóc chóc, lanh chanh là vì nó chỉ là một đứa trẻ. Bên trong nó là người chân thật nhất. Nó chưa hề dối gạt ai bao giờ. Xin chúa thượng đừng tin ạ. Mình sẽ bày mưu cho thầy trò ông Luyến một bài học. Tàu chúa thượng, có thể là thần Quỳnh là người chân thật nhất, nhưng xin chúa thượng hãy thử nó một phen. Ông Luyến có đồng ý cho ta thử nó không? Tàu thần đồng ý. Nếu nó không chân thật, ông chịu gì? Thần chịu mất đầu. Còn nếu học trò tôi là người chân thật, ông có dám chịu mất đầu không? Giờ am giam sắc giám. Đưa Hoàng Thái Y vào hậu cung. Hậu cung toàn là phụ nữ, sao lại đưa tôi vào đó? Phải cách ly ông, không cho ông gặp thần Quỳnh để dặn dò. Như thế là lộ đề thi. Phải giữ kín việc này để thần Quỳnh không biết là nó đang thi. Cổ Hoàng Thế Y vào chơi đây, chị em ơi. Ói ói, ta không đùa đâu. Hấp, leo lên đây cho chắc ăn. Đàn bà con gái ở đâu mà đồng thế? Quỳnh, chúa gọi mày vào cung. Mày được tiến cử làm thái giám đấy. Đừng có hòng chạy con ạ. U nga, nga. Sao giọng của mày éo éo vậy? Tập làm thái giám trước ạ. Chúa thượng vẹn vẹn tóe. Học trò của ông Luyến nửa đực nửa cái à? Tàu nó tưởng vào đây làm thái giám nên nó tập đấy ạ. Bộ người tưởng làm thái giám dễ lắm à? Ta gọi người vào để đi chăn ngựa cho ta. Ta có một con ngựa quý, ta không tin tưởng ai để chăn nó. Ta biết người là người cẩn thận, ta giao nó cho ngươi. Phen này Trạng đi chăn ngựa rồi. Xin chúa thượng yên tâm, con mà chăn nó thì chỉ một tháng sau là nó lớn hơn con voi. Thế thì tốt, nhưng nếu nó chỉ trầy một miếng da là ta lấy đầu người đấy. Hừ, quý ngựa hơn người. Hằng ngày ngươi phải vào cung báo cho ta biết tình hình sức khỏe của con ngựa. Ta nhắc lại, nó mà có thương tích gì thì ngươi mất đầu. Tao cảnh cáo mày trước, đừng có tưởng là ngựa của chúa mà làm tàn. Tao sẵn sàng cho roi vào mông mày đấy. Dám không? Hay. Này, dám cưỡi tao hả? Tao bắt chúa cho xem. Ngươi theo dõi xem nó làm gì, để hằng ngày ta biết nó báo với ta những điều thật hay không thật. Ôi trời, nó dám cưỡi con ngựa của chúa. Nhanh lên, nhanh lên. Trời, không những cưỡi mà nó còn đánh con ngựa. Hi, xí, thế mà bảo là ngựa quý,
ngựa quý gì mà mới chạy mấy bước đã đò đất. Chà, nó bị trầy đầu gối rồi. Không sao, có đại phu chữa bệnh đây, tao sẽ hái lá thuốc đắp cho mày là hết ngay. Bằng bó gì mà như cái tổ mới. Thế nào, con ngựa của ta vẫn khỏe chứ? Tàu chúa thượng, nó bị trầy đầu gối nhưng con đã chữa cho nó rồi ạ. Vì sao nó bị trầy đầu gối? Tàu con thích nó quá, con leo lên cười thử, ai ngờ nó té. Thằng nhỏ dám nói thật, tốt. Chết rồi, phải làm thế nào cho nó nói không thật? Nó mà cứ nói thật mãi thì cái đầu của mình sẽ đi phiêu lưu xứ khác. Vái trời cho thần Quỳnh đừng có nói dối chúa, nó mà nói dối thì cái đầu của mình đi hoang. Sao không ăn cơm mà lại ăn đũa? Có chuyện gì mà ông mắc hồn vậy? Nói cho tôi nghe được không? Tôi đang lo vài hôm nữa sẽ là thành quả phụ. Ông chết à? Vì sao lại chết? Chết có gì vui đâu. Chuyện là thế này, tôi lo lắm. Đúng là con nhà võ, chỉ có sức chứ chẳng có trí, để tôi. Trời, sao lại ăn mặc rách rưới thế? Tôi đi lấy con ngựa để xem thằng nhóc đó có dám nói thật với chúa không. Gan của mày có to bằng cái ao cũng không dám nói thật đầu nhóc à. Úi chào, đầu mày có cháy, để tao bắt cho. Ngựa quý mà ở bản quá, cháy nhiều quá, tao bắt không hết nổi. Hay là thế này, cạo trọc mày cho cháy không còn chỗ ở. Hi hi, con ngựa trọc. Trời, tôi đẹp trai nhờ có cái bờm mà hắn nỡ cạo sạch. Hu hu, phen này là chết mẹ con tôi rồi. Cóc kiểu gì mà cái miệng lại toe ra thế? Cha mẹ tao sinh ra tao như thế, đừng có ghẹo tao. Mà chuyện gì làm tiếng khóc toe cái miệng ra vậy? Hu hu, phen này là chết mẹ con tôi rồi. Có mỗi câu đó khóc hoài, đổi câu khác được không vậy thím? Chồng tao giữ ngựa cho một ông phú hộ, không may bọn ăn trộm lấy mất con ngựa. Ông phú hộ bắt đền chồng tao, ổng hẹn trong 3 ngày mà chồng tao không tìm được con ngựa, ổng sẽ kiện lên quan. Cứ để ổng kiện, quá lắm là chồng thím ở tù thôi. Nói thế cũng nói, ai lại chẳng biết bị kiện là ở tù. Khổ nổi ổng ở tù thì ai nuôi mẹ con tao? Thì thím thầy chú ấy nuôi con. Một mình tao nuôi không nổi. 16 đứa con nuôi sao nổi nhóc. Đã thế lại còn phải nuôi 4 bà mẹ già nữa chứ. Cả thảy là 20 cái miệng ăn. Ở đâu ra mà có tới 4 bà mẹ? Thím một mẹ, chú một mẹ thì chỉ có 2 mẹ thôi. Cha của chồng tao có tới 3 bà vợ, cộng với mẹ tao là 4. Ổng chết rồi, để lại 3 bà ấy cho vợ chồng tao nuôi. Kiểu này chắc phải làm vua mới nuôi nổi. Hu hu, tao cũng nghĩ thế. Tao định làm hoàng hậu nhưng tìm mãi không có một ông vua mù. Ha ha, vua mù mới không thấy dùng nhang của thím. Hay. Ơ, thím làm gì vậy? Tao chết đi cho xong, để 4 bà già đó nuôi đám trẻ. 16 chia 4 bằng 4, mỗi bà cụ nuôi 4 đứa trẻ, không nổi đâu. Thím đừng có chết, để cháu tìm cách. Cách gì? Có cách gì để có con ngựa đền cho ông phú hộ? Để tao chết. Ê ôi, đàn bà gì mà nóng quá, nói chết là chết liền. Mày níu áo tao, rủi nó rách thì sao? Ừ, chết không lo, mà lo rách cái áo. Còn tặng thím con ngựa này, thím mang về đền cho ông phú hộ đi. Quân tử nhất ngôn à nha, không có đòi lại đó. Đi lẹ kiểu nó đổi ý. Ha ha, thế nào nó cũng tàu với chúa rằng kẻ trộm đã lấy mất con ngựa. Đời nào nó dám nói là nó cho mình. Mình sẽ dẫn con ngựa vào trình chúa, lúc ấy sẽ lòi ra cái tội nói láo của nó. Con ngựa của ta thế nào rồi? Tàu chúa thượng, con ngựa không còn nữa ạ. Sao lại không còn? Ăn trộm lấy rồi sao?
tàu ăn trộm đã lấy rồi ạ. Ha ha. Tàu không ạ, con đã cho con ngựa cho một người gặp cảnh ngoặt nghèo chứ không phải bị mắc trộm ạ. Hả? Nó dám nói thật à? Mất cái đầu của mình rồi, hàm râu đẹp của mình lấy chỗ nào mà mọc? Giỏi lắm, ta khen người đã thành thật với ta, ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Mời quan Thế Y cùng quan Tổng Dinh ra đây. Ông mang rổ đi đâu vậy? Cắt đừng cái đầu mang về. Ta có lời khen cậu học trò của quan Thái Y, trước cái chết vẫn can đảm nói sự thật. Thằng bé Quỳnh là người chân thật nhất. Tàu Trần Quỳnh chứ không phải thằng bé Quỳnh ạ. Ừ, thì trạng. Theo quy ước cuộc thi, quan Tổng Dinh đã thua cuộc, phải chờ mất cái đầu. Còn Trần Quỳnh sẽ được trọng thưởng. Trần Quỳnh muốn được thưởng gì? Con xin thưởng một đặc ân ạ. Đặc ân gì? Con xin cho cái đầu của quan Tổng Bình vẫn giữ nguyên vị trí cũ ạ. Chuẩn tấu, vừa thành thật vừa có lòng bác ái, thật là một đứa bé tốt. Ta khen cả ông Luyến biết dạy học trò. Thầy ơi, coi chừng nổ cái mũi. Đọc to lên, theo tao. Chúng mày học hành kiểu gì mà ồn như cái chợ vậy? Dạ, chúng con đang tập đọc ạ. Tập đọc hay tập hát? Thầy chúng mày đâu? Thưa ông, thầy còn đi vắng, còn trong lớp ạ. Mày làm sao cho cả lớp im lặng? Ồn ào làm đau đầu tao là chết đấy. Trường học mà không cho ồn là làm sao? Tại chúng mày đấy, ồn như cái chợ. Chứ không phải tại mày bảo chúng tao đọc to lên à? Đọc to chứ không phải hát. Thôi, chúng mày ngủ cả đi cho yên tĩnh, đợi thầy về sẽ học. Cho chúng mày đọc, ông Hương cả lại kiếm chuyện nữa. Nằm xuống, nhắm mắt lại, đứa nào mở mắt sẽ bị quỳ. Quỳnh ơi, thằng Tệ mở mắt. Cả hai đứa lên quỳ. Sao vậy? Tao báo cáo nó mở mắt cho mày biết, sao lại bắt tao quỳ? Mày không mở mắt thì làm sao thấy nó không nhắm mắt? Cả hai đứa đều mở mắt, quỳ hết. Phản đối, lớp trưởng, áp bức học trò. Quỳ xuống. Đứa nào mới hát mà kinh thế? Dạ con ạ. Trưởng lớp mà không làm gương hả? Cút xéo đi hết cho ta. Dọn trường đi chỗ khác, mau. Thưa ông Hương cả, học trò của tôi làm điều gì khiến ông giận vậy? Chúng nó làm loạn, thầy phải dời trường khỏi chỗ này cho tôi. Xin lỗi ông Hương cả. Không lỗi phải gì cả, dọn trường cách xa hàng rào nhà tôi 100 thước, cho thầy một ngày đó. Xin ông Hương cả đợi một lát ạ. Xin ông viết cho tờ giấy, nếu thầy còn dọn trường cách xa hàng rào nhà ông 100 thước, thì ông sẽ không đuổi được nữa ạ. Đưa đây tàu ký, đuổi nhà mà cũng có giao kèo, hừ. Tính làm trò gì vậy Quỳnh? Xin thầy yên chí, mình sẽ chẳng dọn đi đâu cả. Không dọn làm sao được, ông Hương cả sai Tùng Đinh dỡ nhà đấy. Thầy quen rằng thầy có một học trò là Trạng sao? Tối nay chúng mày tập trung tại đây, đứa nào cũng mang cút sẻng theo. Nhà tao không có cút sẻng. Vậy thì lấy cái thìa múc canh để xúc đất. Mỗi đứa ngậm một cây đũa cho khỏi nói chuyện. Đào đất nhổ cái hàng rào lên, nhớ đào thật nhẹ đấy. Quỳnh ơi, nhà ông Hương cả có chó. Yên chí, mấy con chó của ổng đang bị các nàng chó của tao dùng mỹ nhân kế dụ đi chơi hết rồi. Đào đi. Khiêng cái hàng rào lên, tiến về phía nhà ông Hương cả. Đặt xuống, đào lỗ cho. Ba đứa mày lo việc xóa sạch dấu vết của hàng rào cũ. Xong rồi, rút lui. Chúng mày giỏi lắm, mai tao sẽ thưởng mỗi đứa một củ khoai lang do con mắm nhà tao lùi. Tại sao thầy chưa dọn trường đi? Thưa ông, trường của chúng con đã dọn đi rồi ạ. Dọn đi sao vẫn ở chỗ cũ? Xin ông xem lại, trường con đã dọn đi cách hàng rào nhà ông 100 thước rồi ạ. Để tao đo. 98, 99, 100. Ủa,
đúng là trường nó cách hàng rào nhà mình 100 thước, sao mình vẫn thấy nó y như cũ vậy? Thôi được rồi, thầy đã cho giờ trường thì thôi. Xin ông Hương cả ký giấy xác nhận thầy con đã dời trường ạ. Mỗi tí mỗi ký, hừ, ký thì ký. Ha ha, ổng không nhận ra hàng rào nhà ổng bị xê dịch. Đất nhà ổng rộng quá, mất một chút cũng đâu có thấy. Các con vào lớp, nhớ giữ trật tự đấy. Tuy là mình thắng trận vừa rồi, nhưng đừng ỷ vào đó mà gây mất lòng nữa. Hết ồn rồi, đúng là bảo chúng dời trường ra xa, là mình hết nghe ồn, mình có uy thật. Quýnh ơi, cứu mẹ tao với. Mẹ mày bị bệnh gì? Tài chữa bệnh của tao hạn chế trong vòng máy bệnh thông thường thôi, bệnh cao cấp tao thua. Mẹ tao không có bệnh gì cả, mẹ tao bị lão thầy bói, mỏ nhọn hù nên phát bệnh. Lão ấy nói trong vòng một tháng nữa, mẹ tao sẽ bệnh mà chết. Mẹ tao sợ quá nên phát bệnh. Mấy lão thầy bói này đáng ghét thật. Để tao hất cái mỏ nhọn của lão là mẹ mày hết bệnh ngay. Bác ơi, mấy ông thầy bói nói xạo lắm, bác đừng có tin. Thầy ấy nói hay lắm, không tin sao được. Để con mời ổng lại xem quẻ cho bác lần nữa. Biết đâu lần này quẻ lại nói khác thì sao? Các thầy cũng hay xem nhầm quẻ lắm. Mày đi mời ổng tới đây rồi hãy làm thế này. Xem quẻ gì nữa, quẻ đã bảo bà sắp chết rồi mà. Thì thầy cứ xem lại cho bác cháu lần nữa đi. Có xem cả 100 lần cũng không khỏi cái chết. Ta nói đâu là có đó. Đấy, quẻ cũng bảo thế, bà sếp bị bệnh nặng. Vậy mình cúng thì có thoát khỏi nạn không? Có, nhưng hơi đắt tiền. Lão này kiếm cách tốn tiền mẹ thằng bọn. Thầy ơi, nói thật chứ con không tin lời thầy nói đâu. Không tin thì cứ mở mắt mà xem, không cúng thì sẽ chết. Thầy khoan về, con thấy sắc mặt của thầy xấu lắm, có lẽ thầy sắp gặp nạn. Mày làm thầy bói, bói cho thầy bói à? Tao mà không biết số mệnh của tao hay sao mà cần tới mày? Không tin thầy gieo quẻ là thấy ngay. Đợi ta gieo quẻ. Thiên linh linh, địa linh linh. Không có điều gì xấu xảy ra cho tao cả. Tao là người của thánh thần, thánh thần luôn che chở tao, tao khỏi có sợ gặp nạn. Cái mỏ đã nhọn, cái lý lại còn nhọn hơn. Tao về, chạy ra chỗ thằng bòn. Xong chưa bòn, lão ấy sắp tới rồi. Xong rồi, tao làm đúng y lời mày dặn. Hi hi, thế nào chiều nay cũng mang tiền tới cúng. Rọt, ơ. Vút, vịt. Cứu tôi với. Cứu tao với chúng mày. Thầy có bao giờ gặp nạn đâu mà kêu cứu? Không thấy tao đang gặp nạn à? Thầy bảo thánh thần luôn che chở cho thầy mà. Không lý sự nữa, kéo tao lên. Đồ quỷ. Trái mít đâm cái mặt sưng vù, thèm cái mỏ nhọn trông giống âm binh ghê. Đó, bác thấy chưa? Ngay cả số mệnh của ổng mà ổng còn chưa biết được, làm sao ổng biết được số mệnh của người khác? Ừ nhỉ, thế mà bác cũng tin. Mẹ tao khỏe ru rồi, cả tháng trôi qua mà có thấy bệnh hoạn gì đâu. Mày hay lắm.